bóp của anh chị, khuyến mãi quá trời sâu luôn. Nghiêng độ 45 à. Xiết lại 45 độ đây, mình cắt 45 nha. Cắt nghiêng 45 độ rồi cho quý anh chị coi. Mấy này hầu như tép nhiều lần rồi. Giờ tép lại cho quý anh chị coi. Nhưng quan trọng là cái chương trình hôm nay là khuyến mãi sâu cho quý anh chị thôi. Đón xem nha quý anh chị. Chào quý anh chị, vừa rồi là quý anh chị thấy Hồng Duyên test sơ về cái máy cắt sắt của Boss GCO220. Thì sản phẩm của Boss bây giờ quý anh chị thấy là nó đã bảo hành lên 1 năm rồi quý anh chị. Đó, bảo hành của hãng lên 1 năm rồi ha. GCO220 Boss là biết là xịn sò rồi đó. Thì cái thùng nó là thùng giấy. Nguyên thùng thì cái máy này nó nặng 16kg, còn máy không nó nặng khoảng tầm 15kg thôi. Thì quý anh chị khui máy ra thì nó có phiếu bảo hành 1 năm như thế này. Và nó có mỗi sách hướng dẫn rất là dày dặn của anh chị, về có thể tham khảo thêm ha. Đó, thì ở đây chủ yếu là Hồng Duyên giới thiệu cho quý anh chị một cái cắt sắt xịn sò của Boss GCO220 này. Nó có một cái công suất là 2200W, tốc độ chạy của nó là 3800 vòng của anh chị. Cái đường kính lưỡi cắt của nó đó là 355 ha, lỗ trục là 25 ly 4, tức là thông dụng á. Những cái lưỡi như thế này quý anh chị mua ở ngoài rất là nhiều đó. Thì ở đây quý anh chị đầu tiên thấy cái cây này để quý anh chị rút ra để dành mở lưỡi, nhớ nó nằm đây quý anh chị ha, nó nằm ngay góc đây. Thì quý anh chị muốn mở cái máy này về vòng vòng thì quý anh chị thấy là cái máy này nhìn vô đây vỏ nhựa đúng không, thân nhôm đúng không. Rồi, quay qua vài mặt trước thì quý anh chị thấy chặt te kim loại nè đó, nhìn cái bảo vệ là nó có mở bảo vệ chắn an toàn. Thì quý anh chị đè xuống là tự động nó bung lên, dành cho những công trình lớn, nếu không có người ta không cho vô ha. Rồi mặt sau thì quý anh chị mình đã nhìn thấy một cái bát có thể điều chỉnh để lửa nó không có văng tung té quý anh chị. Quý anh chị mở máy ra ở đây à, nó kéo ra. Ở đây thì quý anh chị thấy nó có một cái tem chống hàng giả. Boss thì luôn luôn nó sẽ có cái tem chống hàng giả này ha. Dây nguồn của nó thì quý anh chị thấy là cái đầu nó là chui tròn, chui chuẩn theo của Đức là chui tròn, nhìn rất là xịn sò quý anh chị thấy không. Rồi quý anh chị nhìn về mặt trước, nếu nói về độ đẹp á, nhìn vô về độ đẹp thì Boss này rất là đỉnh. Chứ quan trọng là chương trình khuyến mãi có 5 cái rồi quý anh chị. 5 cái nè, chạy thử cho quý anh chị coi nè. Cực kỳ mạnh mẽ. Nói chung là mẫu máy này chạy mạnh mẽ dữ lắm. Thì quý anh chị thấy ở bên góc bên này nó có một cái nút để nó gài chạy luôn nè. Quý anh chị thấy bên này nè, ở trên công tắc nè, gài đây chạy luôn. Nó ngon hơn những cái hãng khác là nó có nút này gài rất là ok. Mình không cần giống như để mài đồ quý anh chị, gài Hồng Duyên gài thử cho quý anh chị mình coi nè. Quá là ok luôn, chạy rất là mạnh. Đá chuẩn xác, quý anh chị thấy đá chuẩn xác, tốc độ cao khi cắt ra đường cắt rất là đẹp luôn. Về phần bên cấu tạo bên dưới thì quý anh chị thấy ở đây là cái nút để quý anh chị nhấn vô để khóa đá để mở nè. Nó chạy vô đây nó lọt cái ngàm vô nào quý anh chị, đó nó lọt vô vậy là khóa lại để quý anh chị mở lục giác phía trước ha. Đó, cây lục giác nó nằm bên góc dưới. Thì ở đây thêm cái nữa, quý anh chị nhìn lên xuống dưới thì thay vì mấy cái máy mà cái lò xo nó móc đó, thì nó rất là vướng. Còn cái này cái nút bên hông như thế này nó rất là hay quý anh chị, gài vô cái là ok dính, nó rất là dễ xài. Rồi nói về eto thì quý anh chị thấy là eto này kẹp nhanh đó, dạng như quý anh chị mình kéo ra dày, quý anh chị mình muốn tốc độ lẹ quý anh chị hất lên, hất theo chiều vô quý anh chị kẹp là ok, đẩy vô. Đây là cái thiết kế rất là thông minh của bên Boss ha. Rồi cái eto kẹp này bên trong thì quý anh chị mình thấy là nó đẩy vô nè. À, nó đẩy vô có thể là đưa vô hai con ốc này vô trong để quý anh chị cắt được độ lớn. Thì thằng này bên Boss người ta nói là khi quý anh chị cắt bình thường như vậy nè, nó kẹp được khoảng 17 phân nè quý anh chị. À, 17 phân. Còn mà quý anh chị mà đẩy thằng này vô trong thì nó kẹp phải tầm lên tới là 20 mấy phân luôn. Tại vì cái này quý anh chị đẩy vô mà, thì đó quý anh chị mình cắt được khoảng 22 phân vẫn được luôn ha. Đó thì kẹp được cái bảng là 22 phân luôn. Maximum của nó vậy. Còn cái chiều sâu khi quý anh chị cắt vô đây là cắt được 130 mm ha, 13 phân. Nè quý anh chị thấy cắt được nè, tới đây nè, nó đè xuống là cắt được cái ống 13 phân quý anh chị. Đó, ống tròn nó 13 phân. Thì về cấu tạo thì nó là như vậy. Lò xo là lò xo tròn, nó không có khó bị liệt lò xo nào quý anh chị thấy không. Đẩy xuống lên là bung lên. Thường thường có nhiều cái máy quý anh chị thấy đè xuống cái nó liệt dưới luôn, do nó xài cái lò xo ngang ha. Còn đối với Boss thì nó sản xuất theo kiểu dày, ok là nó sẽ không có bị liệt cái lò xo. Thiết kế rất là hay. Và cái này quý anh chị thấy là một cái cây sắt đặc luôn, nó bắn từ đây qua đây, nên cái trường hợp quý anh chị thấy nhiều hãng nó sẽ bị gung cái đế này,
nó bị lệch đó, giống như là quý anh chị đẩy qua đẩy lại nó bị lắc cái máy quý anh chị. Còn đối với Boss là chỗ này rất là cứng chắc, không bị lắc, rất là hay ha. Đó những cái thiết kế của nó phải nói là rất là ok luôn, rất là hay luôn. Rồi về bên dưới thì quý anh chị thấy nè, bốn gốc này nó đều có bốn cái gốc cao su. Có một số hãng thì ở đây nó không, cái gốc bên này nó không có cao su nè, nó sợ cháy, nhưng mà đối với cái sản phẩm của Boss cái miếng này nó xài bền luôn, nó chịu nhiệt luôn quý anh chị. Đó là những cái hay của nó ha. Đó, nhìn về chất lượng thì Boss là thôi 15kg rồi quý anh chị biết cái máy không, 15kg là thấy hàng xịn, là thấy ngon rồi. Hai bên nó xài than quý anh chị, động cơ chổi than ha, hai bên nó xài chổi than như thế này. Đó thì tất tần tật là con máy này nó như vậy, dây nguồn, công tắc, bóp, thiết kế rất là hay mà nhìn vô nó đẹp. Cái quan trọng của con Boss đó quý anh chị, khi quý anh chị chạy đó rất là mạnh, nghe cái tuy là 2200W thôi nhưng mà nghe cái hơi rất là mạnh, nhưng mà cái lưỡi nó không bị chao, không bị đảo. Đó là cái đặc điểm mà nhiều người thích ở Boss. Và cái giá chương trình khuyến mãi của GCO 220 á, hầu như chỉ được có 5 cái thôi. 5 cái giá khuyến mãi, bình thường thì quý anh chị có thể là mua 3.1 triệu, 3.2 triệu, 3.1 triệu, 50 gì đó. Thì bây giờ hầu như bình thường cũng bán 3.1 triệu ha. Thì bây giờ khuyến mãi được mười mấy phần trăm đó, bây giờ còn lại là 2.760.000. Đó, bảo hành cho quý anh chị 1 năm. Đây là một chương trình rất là tốt. Thì nếu quý anh chị mà có nhu cầu về cái sản phẩm này á, nói về máy cắt sắt là Boss là thấy ngon rồi ha, thì quý anh chị có thể liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên. Quý anh chị đã từng sử dụng Boss chưa, nó như thế nào, quý anh chị có thể để lại comment bên dưới. Trong cái series lần này Hồng Nhiên sẽ làm rất là nhiều cái mã của Boss được chương trình khuyến mãi. Và trong cái tháng 7 này hầu như là Hồng Nhiên sẽ có một cái event của Boss nữa, thì có những cái chương trình cho quý anh chị nữa. Nhưng mà đây là cái chương trình giống như là demo sản phẩm trước, được cái giá hỗ trợ của anh chị 2.760.000, bảo hành chính hãng 1 năm. Quý anh chị mua hàng của Hồng Nhiên là yên tâm về hàng, không có sợ hàng giả hàng nhái quý anh chị ha. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi chương trình. Chúc quý anh chị sức khỏe. Hồng Nhiên xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.